bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. VinFast mua trung tâm thử nghiệm xe của GM tại Úc. Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast đã ký thỏa thuận mua trung tâm thử nghiệm xe Langlang thuộc bang Victoria, Australia. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển thương hiệu ô tô toàn cầu của VinFast. Langlang là một trong những trung tâm thử nghiệm xe hơi lâu đời thuộc công ty GM Holden. Trung tâm có tổng diện tích là 872 ha, sở hữu hệ thống đường thử dài tới hơn 44 km, mô phỏng đủ loại địa hình trên thực tế. Trong đó, trung tâm có 4,7 km đường thử hình tròn mới được nâng cấp, cùng với đó là 18 km hàng rào bao quanh để đảm bảo bí mật cho các bài kiểm thử. Nơi đây còn có phòng thí nghiệm khí thải, phòng thử nghiệm nhiệt và phòng lạnh mới, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của một trung tâm thử nghiệm vào đẳng cấp thế giới. Là điểm thử nghiệm của tất cả các dòng xe Holden từ năm 1958 cho đến nay, Langlang đã trở thành một trong những biểu tượng của ngành công nghiệp xe hơi Úc. Năm 2018, Langlang được nâng cấp toàn diện và được đánh giá là một trong những trung tâm thử nghiệm xe tốt của thế giới. Năm 2020, GM Holden đã công bố đóng cửa rút khỏi thị trường Úc. Langlang đã được chuyển giao cho VinFast để tiếp tục sứ mệnh kiểm thử những mẫu xe hơi ấn tượng sắp được ra đời trong tương lai. Phát biểu về việc chuyển giao, ông Christian Akelina, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tạm thời của GM Holden cho biết, với Holden, đây là sự kết thúc của một kỷ nguyên, nhưng trung tâm thử nghiệm Langlang vẫn sẽ tiếp tục được tham gia vào việc định hình ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Tôi thật sự vui mừng khi biết rằng một tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Về phía VinFast, việc mua lại trung tâm thử nghiệm Langlang là một bước đi quan trọng sau quyết định thành lập Viện Công nghệ ô tô 2 và khai trương văn phòng tại Melbourne, Úc. Sở hữu Langlang sẽ giúp cho VinFast đẩy nhanh quá trình tự chủ trong công nghiệp xe hơi, tiến gần hơn đến mục tiêu ra mắt những mẫu xe có năng lực cạnh tranh trên toàn cầu. Ông Kevin Yardley, Viện trưởng Viện Công nghệ ô tô 2 của VinFast cho biết, hiện công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm của VinFast đang có những bước tiến thần tốc. Do đó, việc sở hữu một trung tâm thử nghiệm hiện đại như Langlang giúp ích rất nhiều trong hoạt động của chúng tôi. Nhiều nhân sự trong đội ngũ VinFast hiện nay được tuyển dụng từ Holden và họ đều rất vui mừng khi được tiếp tục làm việc tại đây. Theo thỏa thuận, VinFast cam kết sẽ duy trì công tác bảo vệ môi trường, thảm thực vật nguyên thủy và cảnh quan thiên nhiên tại địa phương, đồng thời tiếp tục cho tổ chức các hoạt động chăm sóc đất đai cộng đồng. VinFast cũng đồng ý cho tổ chức ngày họp mặt các câu lạc bộ xe Holden và cựu cán bộ nhân viên của Holden nhằm tôn vinh những di sản và đóng góp của Holden đối với ngành công nghiệp ô tô. Trung tâm sẽ được đưa vào vận hành để thử nghiệm các dòng sản phẩm mới của VinFast ngay sau khi các thủ tục bàn giao cuối cùng giữa hai bên được hoàn tất. Lê Nga, Vietnam Finance, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.